Bắc Giang sẽ trở thành cứ điểm sản xuất sản phẩm Apple. Những ngày đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho tập đoàn Foxconn với dự án dây chuyển sản xuất MacBook và iPad của Apple tại Việt Nam. Đây được coi là một trong những bước đi để Foxconn chuyển dần dây chuyền sản xuất các sản phẩm của Apple tới Việt Nam. Không chỉ Foxconn, những năm gần đây, Bắc Giang đang nổi lên là một trong những địa phương thu hút nhiều dự án FDI cũng như những nhà đầu tư lớn nhất cả nước. Năm 2020, dòng vốn FDI đăng ký mới và tăng thêm ở tỉnh này gần 1 tỷ đô la Mỹ, bất chấp đại dịch. Chủ tịch tỉnh có đường dây nóng 24 trên 24 giờ để nhà đầu tư phản ánh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Anh Dương cho rằng thu hút FDI là cuộc cạnh tranh giữa các địa phương trên cả nước. Địa phương nào có khu công nghiệp, khu kinh tế thì đều mong muốn có những đại bàng về làm tổ. Tuy nhiên, để đưa các nhà đầu tư lựa chọn thì phải đáp ứng những tiêu chí nhất định cách làm của bắc giang đặt mình vào chính nhà đầu tư để hoàn thiện các tiêu chí cũng như xây dựng một chính quyền phục vụ đồng hành cùng doanh nghiệp chủ tịch tỉnh bắc giang lê anh dương đã đưa ra ba tiêu chí chính mà các nhà đầu tư thường xem xét thứ nhất địa điểm đặt nơi sản xuất phải thuận tiện về vị trí địa lý gần sân bay gần các tuyến đường bộ huyết mạch cảng biển cửa khẩu như vậy bắc giang đã quy hoạch những khu công nghiệp đáp ứng được tiêu chí của nhà đầu tư sao cho thuận tiện nhất về giao thông Thứ hai, ông nhấn mạnh tiêu chí quan trọng nhất là môi trường đầu tư. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang cho rằng, nhà đầu tư không đặt câu chuyện làm ăn trong năm đến 10 năm mà tầm nhìn hàng chục năm, thậm chí lâu hơn. Do đó, tỉnh phải có môi trường đầu tư hấp dẫn, thuận lợi, ổn định trong thời gian dài. Thứ ba, Chủ tịch Bắc Giang nói đến tầm quan trọng của việc đồng hành cùng nhà đầu tư trong giai đoạn triển khai dự án. Ông nhấn mạnh, đây là vấn đề mà Bắc Giang quan tâm hàng đầu. Ông Dương phân tích đến giai đoạn triển khai, nhà đầu tư phải đối diện với rất nhiều vấn đề về thủ tục pháp lý đầu tư dự án. Ví dụ như thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng, tuyển dụng lao động, nhà ở công nhân, thực hiện các nghĩa vụ tại địa phương, hải quan, thuế, điện nước, hạ tầng. Ông cho rằng thủ tục là vấn đề mà nhà đầu tư nào cũng gặp phải và tốn rất nhiều thời gian. Có những dự án thời gian chấp thuận đầu tư chỉ vài ngày nhưng triển khai lại rất lâu do vướng mắc về thủ tục do đó nhà đầu tư rất quan tâm việc địa phương sẵn sàng đồng hành thao gỡ cho họ những vướng mắc. Trên thực tế thì Bắc Giang đã làm tốt điều này. Với các nhà đầu tư nước ngoài lớn, tỉnh đều thành lập một tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Tuần này sẽ có cán bộ đồng hành hướng dẫn, thậm chí trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng rất quan tâm có sự đồng hành của lãnh đạo cấp cao của tỉnh hay không. Ở Bắc Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có đường dây nóng với nhà đầu tư 24 trên 24 giờ. Bất kỳ lúc nào cũng có thể đến đăng ký trực tiếp, phản ánh qua điện thoại, tin nhắn. Nên bất cứ khó khăn, vướng mắc nào, lãnh đạo tỉnh cũng nắm bắt rất nhanh, ông Dương chia sẻ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, đây là ba lý do mà bất cứ địa phương nào làm tốt, chứng minh được trong thực tiễn, lời nói và việc làm, phải đi đôi với nhau thì sẽ thu hút được FDI. Bắc Giang dần trở thành cứ điểm sản xuất sản phẩm Apple. Ông Dương kể lại nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới đã dành rất nhiều thời gian khảo sát các địa điểm khác nhau trên khắp châu Á, Đông Nam Á và các địa phương của Việt Nam trước khi đưa ra quyết định. Foxconn cũng vậy, trước khi đầu tư dây chuyền lắp ráp iPad và MacBook, hãng công nghệ Đài Loan đã đi khảo sát, nghiên cứu nhiều địa phương của Việt Nam. Theo đó, dự án khu công nghiệp Quang Châu, dự kiến sản xuất khoảng 8 triệu sản phẩm mỗi năm với tổng vốn đăng ký khoảng 270 triệu đô la Mỹ. Đến nay, Foxconn đã đầu tư 900 triệu đô la Mỹ vào Bắc Giang, giải quyết việc làm cho hơn 35.000 lao động. Đáng chú ý, dự kiến năm 2021, hãng này đầu tư thêm 700 triệu đô la Mỹ và tuyển thêm 10.000 lao động. Như vậy, Bắc Giang có Luxure và Foxconn đang sản xuất những sản phẩm của Apple là tai nghe, máy tính bảng và máy tính sách tay. MacBook và iPad được sản xuất tại Việt Nam chỉ là khởi đầu, sẽ có thêm những sản phẩm nữa. Bắc Giang sẽ dần trở thành cứ điểm sản xuất sản phẩm Apple trên thế giới, ông Dương nói. Chủ tịch tỉnh Bắc Giang cũng cho biết, hiện tại cả Foxconn và Luxshare đều đang kéo theo khá nhiều doanh nghiệp phụ trợ vào Việt Nam, từ đó tạo thành một mạng lưới sản xuất rộng lớn. Không chỉ vậy, tại Bắc Giang còn thu hút nhiều nhà đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao khác. Nhà máy Sunsin Việt Nam chuyên sản xuất linh kiện điện tử, module thu phát quang học, nhà máy hợp kim Powerway Việt Nam chuyên sản xuất hợp kim đặc trùng dạng thanh, sợi, dài, sử dụng trong lĩnh vực hàng không, không gian, vũ trụ. Vốn đầu tư của dự án là 50 triệu đô la Mỹ. Nhà máy CE Việt Nam 2, chuyên sản xuất dây cáp điện. Năm 2020, thu ngân sách tỉnh Bắc Giang đạt hơn 12.000 tỷ đồng, vượt 32% dự toán trung ương giao. Riêng khối doanh nghiệp FDI đã nộp ngân sách gần 980 tỷ đồng. Nhà đầu tư và tỉnh cùng tìm hiểu chiến lược của nhau. Chia sẻ thêm, ông Lê Anh Dương tiết lộ về quá trình đàm phán thu hút những đại bàng như Foxconn, Luxray đến đầu tư. Ông nhấn mạnh, địa phương phải có tầm nhìn dài hạn, xây dựng chiến lược phát triển của tỉnh phù hợp với chiến lược thu hút FDI. Đặc biệt, địa phương phải nắm bắt được xu thế dịch chuyển chuỗi cung ứng của thế giới và cả chiến lược đầu tư kinh doanh của các tập đoàn đa quốc gia. Từ đó, tỉnh phải đặt tầm nhìn, chiến lược của mình, song song, phù hợp với chiến lược của nhà đầu tư. Ông Dương lấy ví dụ, nhà đầu tư rất quan tâm đến vấn đề tuyển dụng lao động. Theo tính toán, giai đoạn đầu của dự án sẽ dễ dàng tuyển dụng lao động, nhưng càng về sau, càng khó khăn hơn. Thấu hiểu điều đó, tỉnh phải đặt ra chiến lược phát triển nguồn lao động cho phù hợp. Bắc Giang đang có 1,15 triệu lao động, nhưng các khu công nghiệp mới sử dụng 230.000 lao động, nghĩa là còn gần 1 triệu lao động nữa, nên có thể đáp ứng lâu dài. Ngoài ra, chiến lược của Bắc Giang đang đầu tư rất mạnh vào giáo dục, y tế, dạy nghề. Các chỉ số về nguồn nhân lực, lao động, giáo dục, đào tạo nghề trội hơn hẳn các tỉnh trong khu vực. Nghĩa là chúng tôi có một chiến lược lâu dài để cung cấp nguồn nhân lực cho các nhà đầu tư, ông chia sẻ. Thậm chí, Bắc Giang cũng chuẩn bị và tính đến cả việc đón làn sóng lao động nhập cư trong tương lai. Để làm được điều đó, tỉnh chuẩn bị hạ tầng kinh tế song song hạ tầng xã hội, nghĩa là vừa quan tâm nơi làm việc cho công nhân, vừa quy hoạch chỗ ở, đầu tư trường học, bệnh viện, cơ sở trông giữ trẻ công nhân đến với Bắc Giang có thể yên tâm sinh sống, làm việc. Chúng tôi đã quy hoạch và tính trước cho thậm chí 50 đến 70 năm sau. Nếu không đặt chiến lược của mình và chiến lược của nhà đầu tư thì họ sẽ chỉ thấy cá trước mắt, sẽ không đặt cứ điểm được. Nghĩa là hai bên cùng tìm hiểu chiến lược của nhau sao cho phù hợp, ông Dương chia sẻ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cũng cho biết trong 5 năm tới, tỉnh sẽ đầu tư rất lớn để mở mang kết nối giao thông hơn nữa. Ông nhấn mạnh mục tiêu là phải đưa Bắc Giang gần với biển, càng sân bay hơn. Mình không có biển nhưng phải ra biển nhanh nhất, mình không có sân bay nhưng phải ra sân bay nhanh nhất, ông chia sẻ. Hiện nay, Bắc Giang cũng đã và đang thi công các tuyến đường giúp kết nối sân bay nội bài nhanh nhất. Ngoài ra, các tuyến đường giúp kết nối Quảng Ninh Hải Phòng cũng được làm để thời gian di chuyển nhanh hơn. Tỉnh cũng phá vỡ thế độc đạo của một số tuyến đường bằng cách xây thêm các con đường mới, cây cầu mới. Song song với đó là bố trí lại các khu công nghiệp để không quá gần nhau phân bố hợp lý hạ tầng xã hội hạ tầng giao thông và hạ tầng kinh tế